bản thân mình tự lo lấy thôi. Để tao vào. Chìa khóa đi tìm, nếu không được mùn cưa thì hãng dùng. Bắt buộc thì hãng dùng cái phoi phoi này. Trước này đã bị một đạn hẹn hết không ạ? Vừa cố dòng thưa, vừa cố thì ít lại, giống lại ít. Sau cây nó to thì mình thu cây to. Thu cây to nó dễ thu hơn. Vừa bán đắt tiền mà có giá ở đó hết. Mà trừ là cái đất vải của chú là chú phá đi. Nó hậu. Đồng dày một tí được. Mà đất hậu ở dưới này mình trồng được. Đất đi sụp sụp đi đất đấy à, nếu mà nó không đổ nó chắc gốc thế này mai nó lên cái gì cả nó đủ ấy được. Mà nên ở dưới thì mình không lo đổ, lên trên mới lo đổ. Đổ. Nó quấn chỗ đấy là tức là nó bị nó đang lúc gốc. Nó bị xuống là nó lúc gốc tại vì nó chưa được liền thổ, thế mà cái mà... cái rễ của nó lại ngắn, thế thì cây của nó lại to, thế thì nó bành thế nó mới đổ, chứ không phải là tại làm sao mà đổ. Hôm cái sau trận gió còn đi lên Sơn Động đi sang Quảng Ninh ý, cái trận gió vừa rồi ấy. Ừ. Kèo với bạch đàn cứ bằng bắp chân nó vặn nó dẫy dập lát hết. Sợ thật. Nó là nó, cái sức gió mạnh thật, đi nó qua đèo Hạo Mi nó quật ra hai bên đường, cây to cây bé là lát hết. Trên cái đằng ấy gió to. Mà bài đàn gốc bằng cái mũ kia rồi nó vặn xé đôi hết rồi ạ. Gãy tương đối nhiều. Cua sau có thành không? Mà thế là cứ cò cưa là làm khoảng độ một vài năm.